Thưa quý vị, nhờ làm tốt công tác xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị, mà trong nửa đầu nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ phường Thạch Thang, quận Hải Châu đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong phát triển kinh tế xã hội, trong đó có 8 trên 9 chỉ tiêu chủ yếu do Đại hội lần thứ 12 Đảng bộ phường đề ra, đảm bảo tiến độ, tạo đà cho địa phương tiếp tục phát triển trong giai đoạn tiếp theo. Xuyên suốt nửa nhiệm kỳ qua, Đảng ủy phường Thạch Thang đã tập trung cho công tác xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, then chốt. Trong đó, trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng, Đảng ủy phường chú trọng thực hiện có hiệu quả kết luận số 21 của Ban chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết, ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa, và chương trình 05 của quận ủy về nâng cao hiệu quả giáo dục chính trị và công tác tư tưởng trong hệ thống chính trị quận Hải Châu giai đoạn 2020-2025, thực hiện hiệu quả nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị về bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, đồng thời đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, lan tỏa mô hình chi bộ 4 tốt. Xây dựng cái chi bộ khu dân cư tiếp tục mà thực hiện tốt cái chủ trương của theo cái chỉ thị 21 và cái kế hoạch của Đảng ủy phường Thạch Thang. Đặc biệt là trong 6 tháng đầu năm 2023, chúng tôi đã hoàn thành một số nhiệm vụ mà được Ủy ban nhân dân phường và Đảng ủy phường khen thưởng. Công tác dân vận tôn giáo, dân tộc có bước đổi mới nội dung và phương thức hoạt động. Đảng ủy phường đã chỉ đạo ký kết phối hợp thực hiện nhiệm vụ dân vận khéo, gắn với phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực phát triển kinh tế, an sinh xã hội, giảm nghèo quốc phòng an ninh, xây dựng đảng và hệ thống chính trị địa phương, nhằm xây dựng nhân rộng các mô hình mới, cách làm hay, điển hình tiên tiến, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Trong thời gian qua thì chúng tôi cũng đã tập trung vào các phong trào thi đua yêu nước, rồi đồng thời là gắn với cái cuộc vận động lớn của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường, cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, rồi ủng hộ quỹ vì người nghèo và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Qua đó trong nửa nhiệm kỳ qua thì chúng tôi cũng đã xây dựng được 4 cái mô hình và cái cách làm hay. Cùng với đó, địa phương cũng chú trọng nâng cao chất lượng nắm bắt tư tưởng dư luận xã hội thông qua triển khai mô hình tổ thông tin phản ánh của khu dân cư, tăng cường bám sát địa bàn của các đồng chí đảng ủy viên, giám sát tiến độ xử lý, giải quyết kiến nghị của cử tri. Qua đó tạo đồng thuận xã hội, huy động các tầng lớp nhân dân hưởng ứng tích cực các phong trào thi đua của địa phương. Chú trọng đẩy mạnh cái sự nêu gương, cái tính tiền phong, gương mẫu của các bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu trong hệ thống chính trị. Phát huy sự dân chủ, sáng tạo trong từng đồng chí và phát huy vai trò nêu gương này chính là góp phần để lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong các bộ đảng viên. Từ đó gắn liền với việc học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, gắn với các phong trào thi đua nước để đẩy mạnh các phong trào thực hiện nhiệm vụ, tạo sự đồng thuận của nhân dân, phát huy dân chủ trong đảng, phát huy dân chủ trong hệ thống trị và dân chủ cơ sở. Từ đó tạo sự đồng thuận của cán bộ đảng viên và nhân dân toàn phường trong thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết đảng bộ phường đề ra. Thời gian đến, Đảng bộ phường Thạch Thang tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, chuyển đổi số, đẩy mạnh phát triển kinh tế gắn với văn hóa xã hội, đảm bảo an ninh trật tự, quyết tâm xây dựng phường Thạch Thang phát triển nhanh, bền vững.